Nếu bạn chọc phá cây xấu hổ liên tục, liệu nó có chết vì kiệt sức? Cây xấu hổ hay còn gọi là cây mai dương, một số nơi còn được biết tới với tên gọi là gai buồn ngủ. Vậy thì nếu bị chọc phá liên tục, liệu nó có chết vì kiệt sức? Trong vòng 0,08 giây sau khi lá xấu hổ được kích thích, những chiếc lá sẽ khép lại. Sau một lúc mọi thứ sẽ dần dần trở lại bình thường, những chiếc lá sẽ mở ra lần nữa. Nhưng nếu lá của nó liên tục bị kích thích, điều này làm mất chất lỏng tế bào trong các tế bào chậm và không thể được bổ sung trong thời gian ngắn, khiến nó không còn nhút nhát nữa. Vì vậy, nếu bạn tiếp tục chọc phá cây xấu hổ, nó sẽ mệt nhưng không chết. Chỉ là không biết nó sẽ nói gì nếu như biết nói. Ngủ trên mặt trăng một đêm thì trái đất sẽ trôi qua bao lâu? Nếu bạn có thể ngủ trên mặt trăng một đêm, vậy bạn có biết trái đất đã trôi qua bao lâu không? Chúng ta đều biết rằng mặt trăng không có bầu khí quyển, chu kỳ quay và vòng quay của mặt trăng cũng giống như nhau. Điều này làm cho ngày của mặt trăng sẽ dài hơn ngày của trái đất. Mặt trời phải mất 324 giờ để thắp sáng cho mặt trăng và cũng mất bấy nhiêu thời gian đó để lặn đi. Vậy một ngày trên mặt trăng là 648 giờ, tương đương với 27,32 ngày ở trái đất. Ngủ một giấc trên mặt trăng đồng nghĩa với việc bạn đã trải qua gần một tháng ở trái đất. Vì vậy, nếu bạn có lỡ ngủ trên mặt trăng một đêm thì đừng vội trở về, ngủ thêm hai đêm nữa rồi về ăn Tết luôn là vừa. Những lon nước giải khát bạn uống có thể người khác cũng đã từng uống nó. Bạn đã từng thắc mắc về những lon nước giải khát sau khi uống xong hay chưa? Liệu nó sẽ đi đâu và về đâu? Trên thực tế, những chiếc lon tái chế, thời gian chu kỳ để làm lon mới chỉ 60 ngày. Trong các nhà máy chế biến luôn, các lon nước cũ đã qua sử dụng sẽ được phân loại và làm sạch, sau đó bị nấu chảy thành chất lỏng ở nhiệt độ cao. Sau khi hỗn hợp xúc kim loại này được làm lạnh, nó sẽ đông đặc lại thành một khối kim loại lớn. Những khối kim loại sẽ tiếp tục tạo thành nhôm cuộn với các độ dày khác nhau. Sau đó cuộn nhôm trên sẽ được xử lý để tạo thành những cái lon hoàn toàn mới. Đó là một vòng lặp không hồi kết của những chiếc lon tái chế. Bạn nghĩ sao nếu tôi và các bạn tự uống chung một lon nước giải khát nhỉ?